Chào các bạn, bây giờ là 12 giờ hơn rồi. Trước khi về ăn cơm trưa để chiều qua trực cho chị Thư về ăn cơm thì anh Phi sẽ hoàn tất một cái đơn hàng từ Shopee nha. Và cái thông tin gửi hàng thì anh Phi đã để ở đây phía dưới này nha. Anh Phi sẽ đọc sơ nha. Shopee nè, hãng vận chuyển là Shopee Express nha. Người nhận là ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đặt một con K2 màu cam nè, 10 dây màu cam nè, và thêm 4 dây nữa và một cây mỡ bạc đạn. Và ở đây là 4 dây quà tặng anh Phi gửi thêm nha. Các cái nhóm hàng của yêu đồ chơi trẻ em.com anh Phi đã cập nhật tương đối rồi. Các bạn có thể lên trên đó để tham khảo thêm những cái đồ chơi khác của Abo. Cái nhóm hàng mà chúng ta sẽ đang làm đó chính là nhóm hàng Yoyo. Ở trong đó thì có Yoquando luôn nhé các bạn nhé. Trong Yoyo thì anh Phi sẽ có Yoyo. Yoyo thì tất nhiên nó là truyền thống rồi, và cả Yoquando nha. Yo chữ Y nha các bạn ha. Quando ha. Các cái mã hàng mà anh Phi hiện còn nó còn nằm ở trong đó đó các bạn nha. Các bạn cứ vào trong đó các bạn tham khảo. Mã nào hết hàng thì nó sẽ hiện lên chữ hết hàng nha. Và một số mã hàng hết anh Phi đã ẩn xuống rồi. Khi nào hàng về thì anh Phi lại hiện lên cho các bạn xem. Đây là cây tháo bạc đạn. Đây là dây tặng, dây mua thêm, và đây là con K2. Con K2 là một thuộc cái dòng Yoyo của hãng Magic, cho nên là họ làm theo cái hướng dành cho các bạn lớn tuổi hơn một chút xíu. Các bạn chơi Yoyo bởi vì các bạn đam mê Yoyo chứ không phải là đam mê cái nhân vật của Yoyo nha các bạn nhé. Ngoài cái chuyện chơi Yoyo, các bạn còn đam mê nhân vật nữa. Anh Phi thấy các bạn xem truyện tranh cũng vậy, mà các bạn xem phim cũng vậy, đôi lúc các bạn lại thích cái nhân vật và kéo theo là thích cái sản phẩm, hoặc thích luôn cả vừa nhân vật vừa sản phẩm. Có bạn thì chỉ thích sản phẩm thôi nha. Chẳng hạn như anh Phi thích cái này thì thích cái sản phẩm. Thứ nhất, nó làm bằng một cái loại nhựa trong rất là đẹp các bạn. Hai cái màu này nó tương đồng với nhau luôn nè các bạn, thấy không? Cái thứ hai nữa là cái chất liệu nhựa này nó cũng khá là bền nha các bạn nhé. Khá là bền, rất là bền. Cái chất liệu nhựa mà thường dùng để sản xuất ra những con Yoyo á thì nó rất là bền. Và cái nét đẹp của nó, cái độ trơn tru của nó ha. Thường nhựa các bạn sẽ cảm thấy được nó có các cái nút nhựa. Ai quan tâm về nhựa, các bạn sẽ thấy khi đúc khuôn á, nó sẽ có cái nút, nó gọi là cái nút nhựa. Trên cái ca hay là trên bất kỳ một cái gì đó, các bạn ở về nhà các bạn xem thử ha, những cái sản phẩm nhựa ở nhà các bạn, nó sẽ có cái nút. Và từ cái nút đó thường người ta sẽ dùng dao hay dùng cái vật bén người ta cắt đi. Khi mà hình thành sản phẩm người ta cắt đi. Nhưng mà trên này thì anh Phi không thấy cái nút nhựa này nha. Có thể là nó được đúc từ một cái khuôn, rồi nó áp trong một cái áp lực ha, đúc gọi là đúc nhựa áp lực cao á. Đấy. Thì bây giờ thì anh Phi không hiểu nhiều về cái đó, nhưng mà cái sản phẩm của chúng ta rất là chỉnh chu và rất là trơn ha. Thì với cái giá mà tầm 200 mấy thì con này thì tuyệt vời rồi. So với dòng Yoyo là nó tuyệt vời rồi các bạn nhé. Nó không thể nào so với những cái hàng cao cấp hơn của Yoyo Factory hoặc là Seba Design hoặc là những hãng khác. Nhưng mà riêng cái con này thì với giá này, với chất lượng này là chơi là tuyệt vời nha các bạn nhé. Rất là tuyệt vời. 1A mà chơi con này thì ngon lành. Các bạn đừng hỏi anh Huy là nó đứng gió được bao lâu, bởi vì chúng ta sẽ không có thời gian để mà chờ nó đứng gió đâu các bạn. Nhưng cái câu chuyện cuối cùng còn là anh Phi quăng nè, thả nè. Tới đây anh Phi giật cái nha, để cho cái lượt quay nó quay nè, rất là tốt ha. Thả ra. Các bạn nhiều bạn hút dây vui lắm, các bạn thả ra nó không có ăn đâu. Các bạn phải nè, tay này nè, hút một cái nó mới lên nha. Cái tay dây nè, hút một cái ha, nó mới lên, buông dây ra. Nè, buông dây ra và hút nhẹ một cái nó mới lên nha các bạn nhé. Con này thì chơi tuyệt vời rồi. Cái bạc đạn của nó thuộc hàng ngon luôn đó các bạn nhé. Nó thuộc hàng bạc đạn tiêu chuẩn nha. Anh Huy sẽ không coi nó bao nhiêu bi đâu, bởi vì cái số lượng bi trong này không quyết định điều gì hết á nha. Có bạn thì nói nó 10 bi là bạc đạn không rỉ, 8 bi là bạc đạn rỉ. Cái vấn đề nằm ở chuyện là anh Phi đã chia sẻ với các bạn cái cách để vệ sinh cái bạc đạn rồi. Nó rỉ thì chúng ta vệ sinh thôi. Chẳng hạn như các bạn chơi trong một cái môi trường khô ráo như thế này thì bạc đạn rất là khó rỉ. Các bạn chơi trong một cái môi trường ẩm ướt á ha, ẩm ướt dính tới nước nè, dính tới mồ hôi nè là nó mau rỉ lắm. Chẳng hạn như các bạn nói ủa con đâu chơi trong môi trường ẩm ướt đâu. Có những bạn có mồ hôi tay nha các bạn nhé. Có những bạn có mồ hôi tay. Có những bạn chơi trong môi trường nước ha, trời mưa
trời nước hoặc là làm rớt vô nước chẳng hạn vậy. Nó có rất là nhiều thứ để chúng ta quan tâm. Hoặc là các bạn chơi ở môi trường biển, nhà ai mà gần biển thì chơi con này là bạc đạn cực kỳ mau rỉ sét luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái môi trường biển là gió nó có cái hàm lượng muối cơ bản ở trong đó, nó làm cái bạc đạn của các bạn rất là dễ rỉ sét. Cho nên mỗi một vùng miền nó sẽ có cách để bảo vệ cái bạc đạn này riêng. Chẳng hạn như có những bạn rành tháo bạc đạn rồi á, thì khi các bạn tháo bạc đạn ra, các bạn sẽ cho nó vào một cái hũ dầu nha. Cái hũ dầu thường là các bạn có một cái hũ nhỏ nha nè, xin mẹ cái hũ nhỏ có cái nắp, cho dầu vô. Dầu đó là dầu nhớt đó nha, chứ không phải dầu ăn nha. Xong rồi các bạn cho cái bạc đạn vô đó, cho cái cây ti gỡ bạc đạn này vô luôn nè, cho cả cái cây ti sắt nằm ở giữa cái bạc đạn vô đó luôn, chỉ chừa hai cái miếng ở ngoài thôi đó. Thì khi các bạn làm điều đó, các bạn sẽ bảo vệ kỹ hai đó. Nhưng mà mỗi lần lấy ra lấy vô chơi nó cực lắm, cho nên thường ít ai làm cái câu chuyện đó lắm các bạn nha. Chỉ có anh Phi làm câu chuyện đó, bởi vì anh Phi phải bảo vệ những cái này. Nhưng mà thường cái này để cũng gần cả năm rồi mà anh Phi thấy không có xi nhê gì hết trơn. Đây anh Phi bỏ vô cái bịch bóp nhé, cái vấn đề chống oxy hóa à, nó xét là do oxy hóa nha các bạn. Rồi cái cây này thì anh Phi sẽ bỏ chung vô một cái bịch dây đi nha. Anh Phi bỏ chung vô bịch dây để nó nằm rời ngoài dễ bị mất lắm nha. Anh Phi bỏ chung vô cái bịch dây, rồi sau đó anh Phi sẽ đóng cái hàng lại. Và khi đóng hàng này thì nó sẽ lụp bụp nha các bạn, nè nó lúc lắc nè. Cho nên thường anh Phi sẽ hôm nay có cái giấy gói quà lại rồi nè các bạn. Hôm nay các bạn sinh nhật khu vực Abo cũng nhiều, anh Phi bên anh Phi thì gói quà miễn phí nha các bạn, bên Abo thì gói quà miễn phí, cho nên là khách cũng ghé ủng hộ. Tại vì cái dịch vụ miễn phí này nó cũng tiện lợi, anh Phi gói thì không có tính tiền, không có đẹp lắm, không phải là cực đỉnh cung phu về vấn đề gói đẹp, nhưng mà tiện nhé các bạn nhé, rất là tiện. Các bạn đi sinh nhật cho bạn mình ghé, không cần phải chạy ra nhà sách, không cần phải đi mua giấy, không cần phải đi mua băng keo gì hết á. Cứ chú Phi ơi, hay là cô Thuê ơi, anh Lĩnh ơi, hay là Abo ơi, gói quà là gói ngay tức khắc ha. À, còn bạn nào không gói quà thì thôi, nhưng mà có một số bạn vui lắm. À, chú Phi ơi, có gói quà không? Con đặt hàng nhớ gói quà cho con. Xong rồi đặt hàng rồi không có ghi chú gì hết trơn, chú Phi biết đơn nào của ai đâu gói. Thì các bạn chat với chú Phi thì chat qua Zalo. Các bạn đặt hàng thì các bạn đặt hàng trên Shopee, Lazada, ai biết nick nào ai biết không? Ghi chú ha, ghi chú lại, hoặc là chụp cái đơn hàng gửi qua Zalo cho chú. Sau khi đặt xong á, chụp màn hình cái đơn hàng. Đây con đặt qua Zalo rồi, con đặt qua Lazada rồi, con đặt qua Shopee rồi. Chú kết cái đó giùm con. À, sáng nay còn một đơn nữa anh Phi đã đóng rồi, là cái con thần hổ linh thú nhé. Và anh Phi sẽ up clip thôi, sáng nay quá trời clip luôn, 3-4 cái clip, cho nên anh Phi không có kịp up. Và bây giờ thì xong rồi ha, anh Phi sẽ dán cái này lên và gửi hàng đi nha.